trải qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt, tỏa sáng ước mơ để bước đến vòng thi bán kết mang tính quyết định với chủ đề tỏa sáng đam mê. Minh Nhật, Khánh Huyền, Ngọc Lam, Thủy Tiên, Yến Phiên, Tiểu Long là 6 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại vòng bán kết. Với tài năng, bản lĩnh cùng nội lực của bản thân, 6 thí sinh hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc. Thật sự là cảm thấy là rất là áp lực vì rất là khó để chấm. Em giống như đi diễn chứ không đi thi nữa. Mọi tiết mục của em nó đều rất là hoàn hảo, rất là trọn vẹn. Thực sự rất tài năng, rất giàu cảm xúc trong âm nhạc, giàu cảm xúc trong đời sống. Khi em hát một hai câu, bắt đầu em chinh phục mọi người, trong đó có anh. Một trong những tiết mục mà tựa đề chương trình này muốn nói lên đó là tỏa sáng ước mơ cho chính em. Tập 11 tỏa sáng ước mơ sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 ngày 6 tháng 1 trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem.